Hi, chào tất cả các bạn. Nay mình chia sẻ một buổi mình đi mua đồ các bạn, thì cũng mua được một số món đồ để về mình chế cháo các bạn. Thì đầu tiên thì mình mua được cái hai cái đồng hồ nè các bạn. Đồng hồ này cái mặt này mặt bica nha các bạn, kiến hay bica kiến các bạn. Thì đồng hồ này còn rất là mới luôn các bạn. Thì không biết nó còn sống không, để mình lấy cái quả pin nè các bạn. Thì sử dụng pin này pin 2A nha. Thì để mình thử coi cái nó còn sống hay không nha các bạn. Nè các bạn, thì mình thấy cảm thấy đồng hồ này là hiện tại là giờ là nó hết lên rồi các bạn, nó không có chạy nữa nha. Thì đồ hư người ta mới bán, chứ nếu mà đồ nguyên chắc ta cũng không bán đâu các bạn. Thì mình lấy về mình tận dụng, mình sửa mình xài thôi. Một cái nha các bạn, đây một cái nè. Cái này thì mình không thử được nha các bạn, do cái chân bên đây nè nó bị gãy rồi. Thì bữa nào mình chà sạch á, mình gỡ ra mình hàn lại, mình hàn ra một cái chân khác để mình xài nha các bạn. Thì hai đồng hồ này nó bị bể cái mũ nè các bạn. Thì mình mua một đít về để mình lấy ba cái mặt mình sửa đồ hay mình chế cháo các bạn. Thì mình mua được hai cái nè. Tiếp theo mình mua được một cái lo nha các bạn. Cái lo này là IC gì nè các bạn, FM nha. Cái này giống như một cái đài để nghe nhạc thôi. Thì ở đây nó sử dụng quả pin nè các bạn, còn cái quả pin trong đây nè. Pin này xài giống như cái pin điện thoại ngày xưa nha các bạn. Để mình lấy ra. Đây sử dụng pin điện thoại nè các bạn, BL5C nè các bạn, pin điện thoại Nokia ngày xưa nè. Thì mình thấy cái mạch nó biết sao, chắc có thể do người ta nhận vô á, thì nó gãy cái chốt trống gì nó rớt cái mạch nằm trong luôn nè các bạn. Thì mình thấy rồi mình lộn luôn, cũng cũ kỹ lắm mà. Thì mình làm về để mình chế cái máy nghe nhạc các bạn. Chế cái máy nghe nhạc mà có cho mạch thêm cái mạch Bluetooth vô á. Mình để dành này nghe nhạc luôn, nó gọn các bạn. Cái nó nhìn thấy nó cũng đẹp nữa. Mình tận dụng những cái nút này nè, mình chế thành một cái máy nghe nhạc luôn. Các bạn thì thấy mình lộn thôi. Nên mình đoạn tiếp được các bạn một pin sạc dự phòng nha các bạn. Thì mình hôm nay rất là nhiều luôn á, mình không biết cái lâu mình nay mình mới thấy nhiều, chứ mấy bữa khác mình đi cũng thấy một hai cục à. Mình lượm được cái mạch nè các bạn, nguyên một cái đế pin luôn các bạn. Này có thể là người ta chế một cái đồ mà để dành cho xe điều khiển cái gì nữa các bạn. Các bạn thấy mình ta đi nguyên một cái giải pin nè, 4 cell nè, nó song song nè các bạn, mà đi ba hàng là ra 12V nha. Đây người ta tiến hành, người ta cũng đóng pin đàng hoàng mà, ta đóng rồi chứ ta hàng có máy hàng cell đàng hoàng nè, thì ta hàng ra nè các bạn. Thì nhìn thấy cũng còn rất là mới các bạn. Pin này giống như thể là pin chắc không có, ta mua pin chắc cũng giá rẻ vậy nè, mình không có thấy người ta có thương hiệu gì trơn á. Bây giờ mình sử dụng hồ mình đo thử còn sống không nha các bạn. Nha các bạn, khi các bạn đồng hồ á, các bạn dặn về cái thang là cái thang DC 10V nha các bạn. Đây mình sử dụng hồ cơ nha. Rồi mình sẽ làm đo thử cái pin này còn sống không. Nè các bạn, hiện tại mình thấy này nó lên là trên 4V luôn các bạn. Là pin này còn rất là tốt nè. Đây mình sẽ đo tiếp một cái cell này ha. Đây. Cái này mình cũng đo lên nè các bạn. Nên mình để đồng hồ xuống đây cho các bạn thấy nha. Đây cũng trên 4V nè các bạn. Điên cũng còn rất là tốt quá. Này, cái này đo lên nó còn 3V nha. Cái này nó hơi tuột à. Cái 4 cell này bị tuột các bạn. À mình thấy mình không biết tại sao người ta bắt cái mạch này, nó mục đích nó vậy mình cũng không hiểu luôn á. Đây nè các bạn. Cái mạch này qua là cái mạch sạc nha. Mạch sạc là nó để là sạc này là sạc 42V nha, mắc song song nè. Nhưng mà mình không hiểu mục đích của mạch sạc này tại sao mà nó sạc phải sạc hết nguyên bao một hàng cell luôn, nhưng mà nó sạc này nó sạc từng khối nè. Một khối này nó sạc riêng, một khối này sạc riêng và khối kia sạc riêng nha các bạn. Mình không biết mục đích nó làm sao nữa. Bữa nào mình sẽ chế lại cái cục sạc 12V nha các bạn, để mình sạc 3 cell bắt nó tiếp nha. Mà có nguyên một hàng cell này bắt nó tiếp với nhau để mình sạc, nó sẽ pin này nó sẽ mau đầy hơn, với cái nữa nó tiện hơn nha các bạn. Nha các bạn, đây mình lượm tiếp nè. Mình lượm tiếp một đống pin luôn các bạn. Đây là pin này là mình lấy từ trong cái đèn tích điện nè các bạn. Đèn tích điện nè. Đèn tích điện này là 10 nó cấp nguồn vô là cấp nguồn vô 220 nha các bạn. Nó qua cái nguồn này nó sẽ sạc qua pin này.
và nó sẽ nuôi cái bóng đèn led, cái dàn led luôn, mà đèn led người ta gỡ đâu mất tiêu rồi, mình chỉ thấy còn cái quả pin này không à. Thì nó để đây cái dung lượng của pin này là 1.200 nha các bạn, 1.200 nè, pin 18650 nè các bạn. Thì mình thấy mình lộn luôn, để về mình chế đồ rồi các bạn. Thì ở đây mình mua tiếp được mấy hai mấy cái này nè các bạn, dàn xeo nè. Thì cái này mình mua là mình cũng thấy là bốn xeo mắc nó tiếp luôn các bạn, bốn nó tiếp lại nhau bốn xeo rồi luôn, nhưng mà không biết mục đích nó làm nhảy đèn gì nữa. Nhưng mà mình thấy này chế giống như chế một cái đèn đổi đầu các bạn, đổi đầu dạng công suất lớn cái gì nè, thì mình thấy mình lộn luôn. Nhưng mà một cục pin này các bạn, cục pin này á là cái cục pin nó nằm ở trong cái ở trong một cái đèn, một cái ống mà để mình hút cái thuốc các bạn, hút cái hút thuốc mà điện tử các bạn. Mình thấy nó có quả pin nè, rồi mình thấy người ta hơi đập cái đồ hút thuốc bỏ tiêu rồi, thì mình thấy có một cái pin nha các bạn, mình lộn luôn. Pin này thường nếu mà còn sống là pin rất là tốt luôn các bạn, tại hút thuốc mà đốt cái dung lượng nó rất là tốt, nó để cho nó ra khói mà, tạo khói các bạn. Đây các bạn, đây các bạn thấy nó ra là tới gần 4 rồi đó, giờ bảo pin này còn rất là tốt nha các bạn. Có thể là cái đèn hút thuốc người ta hư, người ta bỏ, người ta mới bán ra rồi thôi. Đây mình lượm tiếp được một số giặt dự phòng nè các bạn, đây mình lượm được một cục dự phòng, giặt dự phòng mà 5V 1A nè các bạn. Thì đây các bạn còn lên đèn nè các bạn, còn lên đèn hai vạch nè, không biết sao người ta bán nữa. Thì mình thấy mình lượm luôn. Đây tiếp nè các bạn, đây mình lượm tiếp một cục này nè, cục này là để là 10.000 các bạn. Thì năm nó có hai cái chân sạc ra đó các bạn, nó sử dụng là USB Type-C luôn nè các bạn, sử dụng USB Type-C luôn nè. Thì mình thấy mình lộn thôi, cái sử dụng ít mobile nè. Những cái hãng các bạn mua sạc dự phòng ngoài da chai á, đôi lúc các bạn phải ý nha, là các bạn phải mua là những cái thương hiệu có thương hiệu nha, dụ ít mobile hay là iSell rồi hay là Bifower rồi, những cái loại mà nó thương hiệu tốt nha các bạn, thì các bạn phải mua, chứ đừng nên mua những cái thương hiệu như của Trung Quốc nha. Thì nó sẽ về các bạn không có lấy xài được gì đâu, hư hết trơn nè. Đây nè các bạn, đây mình mua cục nè, cục này mình không biết thương hiệu gì luôn, thấy lạ thì mình lộn thôi. Pin này nó cũng 10.000 đó các bạn, nó sẽ dạy cũng nó sử dụng pin là pin poly nè, nên nó cũng có nút bấm nào mà thấy nó không có lên nữa. Đây tiếp nè các bạn, thì mình lộn được một cái cục mà cục này Sony nè các bạn, nhưng mà mình thấy nhà yếu à, mình không biết trong đây nó chứa cái gì trong đây, mà rất là nhẹ các bạn, nhiều à, chắc hàng này chắc hàng nhái quá, hàng giá rẻ các bạn. Thì bữa nào mình tiến hành mình bung qua cho các bạn xem thử trong cái những cái pin này nó chứa cái gì đây, mình rất là nhẹ các bạn, nhẹ yêu luôn á, cảm thấy nhẹ. Nếu mà so với mỗi cục này nó nhẹ mà gấp có 2 lần á các bạn, thì mình mua thôi. Đây các bạn, đây mình lượm tiếp nè, cái cục Excel nè các bạn, những loại pin này rất là tốt nha các bạn, mình cảm thấy rất là nặng luôn á, trong đây nó chỉ có 2 xe rồi rất là nặng luôn các bạn. Đây nó còn lên đèn nè các bạn, đây khi mà mình bật lên nó còn lên được khoảng 3 gạch nè, 3 ống gạch luôn nè các bạn. Excel nè, này nó để đây là dung lượng là 5.000 nè các bạn, vậy là 2 cell nha. Nè một mình mua được một cái cục remote nè các bạn, cục này nó để dung lượng là các nó để đây là dung lượng là 10.000 nha các bạn. Thì nó đây nó sẽ có hai chân sạc 1A và chân sạc 2.1A nè, hai chân nè, mình bấm nguồn thử các bạn. À nó có màn hình led nè các bạn, hồi nãy mình mua mình cũng không đi, nhưng mình thấy mình lậm thôi. Đây nó có cái đèn led nè các bạn, đây các bạn thấy hiện tại nó báo là pin này 76% nha các bạn, vậy là pin này còn rất là tốt luôn á, nặng nữa các bạn, rất là nặng luôn á. Đây mình mua được một cục Samsung nè các bạn, cái này hàng Samsung này là mình thấy còn tem thì mình lượm thôi, thực sự đã Samsung này hàng nhái nha các bạn. Mình nó để dung lượng ở đây là 20.000 là thấy là rõ ràng là nó gọi là ảo rồi các bạn. Cái quả pin này các bạn cho bạn đã bắt cỡ nào 5 cell thôi, 5 cell thì nó khoảng là mỗi một cell nó 2.500, 5 cell nó là khoảng 1.500 thôi là hết mức, hết mức rồi nha. 4 cell 5 cell là khoảng 12.000 thôi các bạn, không thể nào tới 20.000 được. Nhưng mà nó để 20.000 là mình biết này nó để là ảo nha các bạn. Pin này có thể là mình cắt gọn gỡ ra, có thể là pin này là pin cát nha các bạn, nó rất là nhẹ luôn á. Đây mình lượm được một cục ít mobile nè các bạn, ít mobile nè, cái mặt này nó hết lên nè, ít mobile nè các bạn, ít bay ultra, những loại pin này rất là tốt các bạn. Các bạn nếu mà các bạn mua bạn được thấy những loại pin này các bạn nên mua. Thì pin này các bạn gỡ ra mình cũng gỡ rất là nhiều loại các bạn, nhưng mà mình thấy loại pin mà sử dụng bằng cái
của cái hãng X-Mobile nè, thì rất là tốt quá. Xe bạn cũng một cục X-Mobile nè, nay mình lộn X-Mobile rất là nhiều các bạn. X-Mobile nè, đây nó sử dụng mà chắc 2 cell các bạn. Đây nó để dung lượng là 6.000, cái này chắc mình nghĩ là chắc 2 cell các bạn. Đây mình lộn tiếp được một cục này các bạn, cục này là SAC gì đó các bạn. Thì mình thấy cục này thì nó chết rồi, nó không có lên nữa. Nó để dung lượng là 9.000 nha các bạn, thì 3 cell 9.000 nè. Thấy nó nặng nặng là mình lộn các bạn. Ông mua pin này các bạn để ý nha. Giữ qua pin nó hơi nặng nặng các bạn lấy, đừng lấy cục nhẹ quá. Đây mình lộn được một cái mạch nè các bạn. Cái mạch này mạch sạc nè. Mình thấy sử dụng cái những con IC dán cũng rất là tốt nè. Thì thấy mình lộn luôn. Cái mình lộn được này tiếp được hai cái cục pin điện thoại nè các bạn. Thấy trong cái điện thoại Nokia mà cổ á, rồi nó hư hết rồi, thì mình lượm mấy mở pin này luôn về mình coi mình sống thì mình chế cháo, mình lấy này chế cháo cũng hay lắm các bạn. Tại pin này cũng là nó mỏng nè, mình dễ mình chế đồ chứ gì các bạn. Chi tiếp đó là hôm nay mình có mua được cái quạt nè các bạn, thì mình thấy đây là quạt này nó quạt di động nha các bạn. Nhìn thấy vô đây di động nè, di động rất là, nhìn thấy rất là hồng, cái gì nhìn thấy rất là đẹp luôn á, vàng rất là đẹp. Mà nó xài là cái quạt loại này mình thấy nó cũng tốt nè. Rồi quyết định mình mua luôn, mình cũng không có thống, mình không có thử nha các bạn. Rồi về mình cũng không thử nữa, tại những cái quạt này lúc mình mua về mình phải vệ sinh rồi mình coi mình kiểm dây đồ á, rồi xong rồi mình mới thử. Chứ thật sự ra mình thử sớm nó lúc mà găm vô nó cháy luôn cũng có, tại vì có thể là nó bị chặt dây nó không hay á, lâu ngày á, bụi bặm đây nè các bạn. Giờ mình mua luôn ăn cây nè các bạn. Cái này là cái quạt cũng cỏ lắm á các bạn. Ở quạt này so ra thời gian nó cũng có chục mười mấy năm đó lên đó các bạn. Có những cây nó 20 năm á. Đây những cái quạt mà nó có cái các bạn để ý mà nó có thấy một cái hộp đèn trên đây, là có cái quạt đèn này nè. Quạt 5 nút nè các bạn. Hiểu quạt nó cũng hồi xưa cũng lâu lắm mà. Nhưng mà thấy di đồng các bạn, di đồng rất là đẹp nè, dàn khè rất là đẹp. Quyết định mình mua luôn. Đây mình mua được tiếp được hai cái cục này đó các bạn. Hai cục này là hai cái cục trong cái bình xịt thuốc từ sau nha các bạn. Thì một cục thì mình cái dây nằm trong mà mình không có thử được luôn nha. Thì mua luôn. Còn cái cục này thì cái dây nó cũng cắt hết nữa các bạn, cắt dây rồi nè. Mình cũng không có đồ thử nữa. Nha các bạn, có đầu dây nè, để mình thử có điện không nha. Thử coi nó còn hoạt động nha các bạn. Nó chạy các bạn. Này nó cũng hư luôn à. Thì tổng thể hết là mình mua là bao nhiêu đó các bạn. Nay mình chủ yếu mua là sạc dự phòng rất là nhiều nha các bạn. Mình mua đâu có một chục cục sạc dự phòng các bạn. 11 chục sạc dự phòng với một số pin thẻ này các bạn, trong cái mạch điều khiển hay xe nè các bạn. Thì mình mua tổng thể hết là bao nhiêu á các bạn, cũng nhiều á, hai cái quạt, hai cái đồng hồ, một chục cục sạc dự phòng với hai cái đồ mà cái motor phun thuốc từ sau á các bạn, phun thuốc từ sau á. Hai cái này người ta bán mình 40.000 nè các bạn, hai cái quạt là 50.000, là 90.000 các bạn. Thì tổng thể hết đây là 140 á các bạn, ta bán mình 140 á. Thì chủ yếu là hai cái quạt này nó mắc các bạn. Hai quạt này ta bán mình tới 50.000 là tại vì ta nói cuồng giờ ta gỡ ra ta bán cái cuồng cái động cơ quạt đó các bạn. Nếu mà di động là người ta bán tới 25.000 một cục đó các bạn, nên hai cái quạt đó người ta lấy mình tới 50.000 lận, chứ hai cục của tươi này người ta lấy mình 40.000 nè các bạn. Tại trong đây người ta nói có cái động cơ 75 gì trong đây nè các bạn. Thì trong đây mình mua về mình gỡ ra là động cơ là 75 nha các bạn. Thì mình mua hai cục này nữa là với cái quạt là 90.000 các bạn. Thì còn những món này lại thì người ta bán mình cái giá vậy các bạn. Thì những này người ta nói là giống như ta bán theo cái giá mũ thôi, chứ thật sự ra nếu mà ta tính tiền mà theo cái giá kia mà rất là cao các bạn. Một chục cục sạc dự phòng này các bạn cân cũng 4-5 kg rồi đóng pin này nữa. Thì các bạn hôm nay mình thấy là mình mua món đồ này rất là rẻ các bạn, giá gì đó rất là rẻ. Mình rất là nhiều đồ về mình chế cháo đó các bạn. Thì tổng thể hôm nay mình mua hết bao nhiêu các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn mình biết, để mình biết cái giá những cái món đồ này nè. Các bạn ra ngoài các bạn mua nó sẽ không bị lầm. Thứ hai nữa, các bạn biết giá rồi á, các bạn ra mua hay những chỗ nào đó
các bạn thấy người ta bán cao rồi các bạn mua, lỡ mua một lần lần sau bạn mình đâu có lỡ mua nữa, thì mình phải biết cái giá để mình mua nó không nó đồ á. Chứ cái mình các bạn khi bạn mua các bạn phải lựa những món đồ nào đó mình mua mà nó có giá trị, như những cục sạc dự phòng nè, các bạn phải mua những loại sạc dự phòng có cái thương hiệu, chứ các bạn đừng có lại mua những cục sạc dự phòng loại Trung Quốc mà nhẹ nhẹ các bạn về bạn gỡ ra các bạn không có lấy được gì trơn, cái mạch, cả cái mạch các bạn lấy cũng không được, cái mạch nó không, thực sự ra nó cũng hư, nó không có linh kiện gì trơn á thì cũng không xài được. Bạn mua những cục sạc có thương hiệu, ví dụ như X Mobile nè các bạn, hay là những cục sạc của By Power, những cục sạc mà Power, những loại sạc đó rất là tốt luôn á. Thì còn những cái cụ quạt này, quạt 220 nè các bạn, thì các bạn mua các bạn nên phải lựa dây đồng bạn mua nha, chứ các bạn mua dây nhôm dù người ta bán rẻ cái nào á các bạn cũng nên mua, bạn mua về á bạn xài không được đâu, tại vì á là những cái đó về nó đã gọi là nó đã hư rồi, mà nó là dây nhôm nên các bạn về xài vài ba ngày hay tháng gì đó là nó bị hư nữa à. Nên mình lựa dây đồng. Thì tổng thể hôm nay mình mua được bao nhiêu đồ các bạn, mình chia sẻ các bạn cùng xem với mình. Thì các bạn thấy video mình chia sẻ hay hữu ích á, thì các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại.